Và nào mà thích quần jean ở UV thì không được bỏ qua em quần này đâu nhá. Thiết kế của em nó trông rất là lạ mắt luôn. Em này thì là chất jean mềm co giãn 2 chiều. Quần ống ve phải nói là một trong những cái form quần mà nó cực kỳ là tôn giãn. Thì chất em này co giãn nhẹ cho nên là mặc cực kỳ là thoải mái, không phải khó chịu đâu mọi người ạ. Điểm mình thích nhất ở con quần này là cái phần ống trông nó rất là cá tính luôn nha. Ống ve không quá to cho nên các bạn yên tâm là trông nó không bị lè xòe đâu. Từ cái là em quần này cũng có cái màu khá là jean đẹp, kiểu trông nó lạ mắt đấy mọi người. Mà có đủ size từ XS cho đến XL luôn cho nên các bạn ra màu mà lựa chọn của đây nhá. Và nào mà thích quần jean ống ve thì không được bỏ qua em quần này đâu nhá. Thiết kế của em nó trông rất là lạ mắt luôn. Em này là chất jean mềm co giãn 2 chiều. Quần ống ve phải nói là một trong những cái form quần mà nó cực kỳ là tôn giãn. Chất này co giãn nhẹ cho nên là mặc cực kỳ là thoải mái, không phải khó chịu đâu mọi người ạ. Điểm mình thích nhất ở con quần này là cái phần ống trông nó rất là cá tính luôn nha. Ống ve không quá to cho nên các bạn yên tâm là trông nó không bị lè xòe đâu. Từ cái là em quần này cũng có cái màu khá là jean đẹp, kiểu trông nó lạ mắt đấy mọi người. Mà có đủ size XS và XL luôn cho nên các bạn ra màu mà lựa chọn của đây nhá. Và nào mà thích quần jean ống ve thì không được bỏ qua em quần này đâu nhá. Thiết kế của em nó trông rất là lạ mắt luôn. Em này là chất jean mềm co giãn 2 chiều. Quần ống ve phải nói là một trong những cái form quần mà nó cực kỳ là tôn giãn. Chất này co giãn nhẹ cho nên mặc cực kỳ là thoải mái, không phải khó chịu đâu mọi người ạ. Điểm mình thích nhất ở con quần này là cái phần ống trông nó rất là cá tính luôn nha. Ống ve không quá to cho nên các bạn yên tâm là trông nó không bị lè xòe đâu. Từ cái là em quần này cũng có cái màu khá là jean đẹp, kiểu trông nó lạ mắt đấy mọi người. Mà có đủ size XS và XL luôn cho nên các bạn ra màu mà lựa chọn của đây nhá.